xin giới thiệu với quý vị về một món quà bất ngờ. Tại sao mình nói món quà là bất ngờ? Tại vì cũng không biết là trong cái món quà này có gì nữa quý vị. Khi có người thân tặng thì mình cứ ra lấy quà về, và bây giờ mình mở ra nè quý vị. Có quà gói rất là kỹ như vậy quý vị, trong thùng giấy và có một lớp bọc phía ngoài và dán keo rất là kín luôn quý vị ơi. Nó như chị đó đang gỡ cắt những cái băng keo ra đó quý vị, bằng dao cắt giấy nha quý vị, dao rất là bén luôn. Nó sau khi đã lọc lớp keo ra, bây giờ mình mở ra một cái thùng giấy ra coi trong thùng giấy nó có phần quà gì nha quý vị. Ồ, một cái phần quà rất là to quý vị ơi. Bây giờ mình lấy phần quà này ra. Chà, cái phần quà to này nó cũng có một cái lớp bọc phía ngoài và một lớp keo dán rất là kỹ nữa quý vị. Bây giờ mình cắt lớp keo ra và tháo cái bọc ra như hồi nãy vậy nha quý vị. Rồi sau khi cắt lớp keo lớp bọc ra, bây giờ mình mở ra cho trong cái lớp keo lớp bọc đó nó có tới hai phần quà nhỏ bên trong luôn quý vị ơi. Một cái hơi nhỏ và một cái gói hơi bự tí nha quý vị. Bây giờ mình cắt cái gói quà nhỏ nha quý vị. Đó, khi mình cắt cũng có lớp keo và lớp bọc. Bây giờ mình cắt ra khám phá coi bên trong có cái gì nha quý vị. Rồi sau khi đã cắt xong thì qua nhịp phía bên ngoài cái lớp bọc là một cái áo hùng và một cái điện thoại quý vị ơi. Áo hùng trắng tinh luôn nghe quý vị, rất là vừa sai với chị này luôn. Và cái điện thoại này là iPhone 7 quý vị ơi, và một cái ốp lưng nữa nghe quý vị. Bây giờ mình khám phá cái phần quà lớn này là bên trong có gì nghe quý vị. Tại vì phần quà này là ở bên Mỹ gửi về cho chị này đó quý vị. Ồ, ốp lưng rất là đẹp nghe quý vị. Có màu rất là chiếu luôn, trong có nước nữa quý vị. Giống mấy cái viên giống như ngọc trai vậy quý vị, chiếu sáng đẹp quá quý vị ơi. Wow, phần quà thứ hai, một cái áo đen và một cái áo trắng nữa quý vị ơi, và một cái hộp này đựng điện thoại quý vị ơi. Coi bên trong hộp có những gì nha quý vị. Và vậy là cục sạc. Wow, bên cái cặp bên cái hộp là nó cũng có cái áo, mấy cái áo gói lại cái phần quà bên trong coi là gì nghe quý vị. Wow, thật bất ngờ, cũng là một cái điện thoại nữa quý vị. Nhưng cái này là cái đen nghe quý vị, hồi nãy cái đầu tiên là cái trắng, cũng có cái ốp lưng luôn. Ốp lưng này là màu trong nghe quý vị, ốp lưng trong luôn. Wow, một cái điện thoại màu trắng và một cái điện thoại màu đen nha quý vị. Đây là cặp iPhone 7. Rất là đẹp quý vị ơi. Phần quà thật bất ngờ, thật ý nghĩa nha quý vị. Rất là giá trị. Và trong cái hộp không có điện thoại, chỉ có cục sạc, dây sạc và tai nghe. Còn điện thoại thì mình có, thì cái người chủ người ta gói vô 2-3 lớp áo luôn rồi mới tới điện thoại, rất là kỹ nha quý vị. Đây là cái điện thoại iPhone 7 màu trắng nè quý vị, rất đẹp quý vị ơi. Bây giờ anh này đang mở cái ga đựng gắn sim vô xài luôn nha quý vị. Này là sim cắt nhỏ gắn vô xong. Bây giờ mình mở nguồn lên nha quý vị. Wow, hình giải táo rất đẹp nha quý vị.
iPhone 7 thì rất là tuyệt vời. Hiện tại giờ anh ta xài nhiều lắm nghe quý vị. Rất là đẹp quý vị ơi. Wow. Rất là mượt. Lướt tới lướt lui rất là mượt luôn nha quý vị. Rất là đẹp luôn quý vị ơi. Thật là một món quà rất có ý nghĩa. Rất đẹp nha quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem video của mình nhé. Và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau.